kiểm tra trên tầng 18 lốc A, căn hộ 04 của chung cư Đức Phương Nam, là tôi có nhận được một số tiền của người nước ngoài đến gửi, nhưng mà tôi có đem xuống gửi cho ban quản lý, nhưng mà tôi có nhờ ban quản lý gửi lại cho cư dân đã bị mất. Thì qua hôm sau là có những nhà hảo tâm thấy cái tin mà của những nhà báo đăng lên gì đó, rồi nhà hảo tâm là có hỗ trợ cho tôi một số tiền là trị giá là 10 mấy triệu á. Thì bây giờ tôi cũng xin là chích ra một số tiền, không tuy không nhiều thiệt, nhưng mà để hỗ trợ cho những người khổ của tôi, những người khuyết tật đồ. Vừa qua đó thì Hiền nó như vậy đó, thì cô phấn khởi, cô vui vẻ lắm. Nhưng mà em nó có chích lợi một số tiền nhỏ nhỏ, tuy nó không nhiều, nó gửi lại cho các nhà hảo tâm là những người kém may mắn hơn nó. Thì cô thấy là cô vui vẻ lắm. Tại vì em nó chỉnh chạc, nó thành đạt được rồi, thì cái đó là điều cô mong muốn rất là quý. Rồi thay mặt Hiền á, cô cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các nhà báo đồ, là lời cảm ơn chân thành của cô rất là quý. Là vì con mình nó được chỉnh chạc mà nó như vậy là cô thấy niềm vinh hạnh lớn của đời cô rồi. Thông qua cái vụ việc này thì em muốn khép lại cái sự việc vừa qua để em và mẹ em tập trung làm việc cho công ty Smartland tốt hơn. Em cũng xin chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm, nhà hỗ trợ đã ủng hộ cho gia đình của em.